Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Like và chia sẻ video để nhận được các video mới nhất từ kênh Thành đô Vlog. Và các em lưu ý là khi các em bấm vào nút đăng ký thì các em nhớ nhấn vào biểu tượng hình cây chuông. Có nhấn vào biểu tượng hình cây chuông thì mỗi khi kênh Thành đô Vlog đăng tải video lên các em sẽ là người đầu tiên được xem video của kênh Thành Đô Vlog. Rồi bây giờ mời các em mở sách tiếng Việt lớp 3 tập 1, tuần 1, trang 4, tập đọc. Hôm nay chúng ta cùng học bài Cậu bé thông minh. Cậu bé thông minh. Đoạn 1 Ngày xưa có một ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ nộp một con gà trống biết đẻ trứng nếu không có thì cả làng phải chịu tội được lệnh vua cả vùng no sợ chỉ có một cậu bé bình tĩnh thưa với cha Cha đưa con lên kinh đô gặp đức vua Con sẽ lo no được việc này Người cha lấy làm lạ Nói với làng Làng không biết làm thế nào Đành cấp tiền Cho hai cha con lên đường Đoạn 2 Đến trước cung vua Cậu bé la khóc om sòm vua cho gọi vào hỏi cậu bé kia sao dám đến đây làm ẩm ý muôn tâu đức vua cậu bé đáp bố con mới đẻ em bé bắt con đi xin sữa cho em con không xin được liền bị đuổi đi vua quát thằng bé này náo dám đùa với trẫm, bố ngươi là đàn ông, thì để làm sao được? cậu bé bèn đáp, muôn tâu, vậy sao đức vua lại ra lệnh cho làng con phải nộp gà trống biết đẻ trứng ạ? vua bật cười, thầm khen cậu bé, nhưng vẫn muốn thử tài cậu lần nữa. Đoạn ba. Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ. Bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu nói. Xin ông về tâu đức vua, rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để sẻ thịt chim. Vua biết là đã tìm được người giỏi bèn trọng thưởng cho cậu bé và gửi cậu vào trường học để rèn luyện thành tài. Thì đây là một câu chuyện cổ Việt Nam rất là hay. Rồi đầu, đầu tiên mời các em vào phần chú thích và giải nghĩa. Ở đây chúng ta biết từ kinh đô. Kinh đô có nghĩa là nơi vua và triều đình đóng. Om sòm có nghĩa là ẩm ý gây lao động. Trọng thưởng có nghĩa là tặng cho phần thưởng lớn. Rồi bây giờ mời các em vào phần câu hỏi. Câu hỏi 1. Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài? Thì các em biết là nhà vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng. Nếu không có thì cả làng phải chịu tội. Thì đây là một lệnh vua ban rất là vô lý, bởi vì trong thực tế không có một con gà trống nào biết đẻ trứng cả. Câu hỏi 2. Vì sao dân chúng no sợ khi nghe lệnh của nhà vua? Thì dân chúng no sợ khi nghe lệnh của nhà vua vì không thể kiếm ra, giống gà trống biết đẻ trứng. Rồi bây giờ mời các em sang câu hỏi 3. Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của ngài là vô lý? Thì cậu bé đã kể cho vua nghe một chuyện là bố cậu mới để em bé bắt cậu đi kiếm sữa cho em. Thì đây là câu chuyện rất là vô lý vì đàn ông không thể đẻ em bé được cũng như gà trống không thể đẻ trứng được từ đó cậu bé đã chỉ cho nhà vua thấy là lệnh của ngài rất là vô lý và bây giờ mời các em sang câu hỏi 4 trong cuộc thử tài lần sau cậu bé yêu cầu điều gì? Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy? Thì trong cuộc thử tài lần thứ hai, cậu bé đưa cho sứ giả một cái kim và yêu cầu nhà vua cho người rèn nó thành một con dao để sẽ thịt chim làm cỗ. Cậu bé yêu cầu như vậy vì cậu biết đây là việc không thể làm được một chiếc kim bé mà rèn thành một con dao thì không thể làm được cũng như việc hết sức vô lý mà nhà vua yêu cầu cậu làm đó là làm ba mâm cỗ chỉ từ một con chim sẻ nhỏ thì như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông, like và chia sẻ video để nhận được các video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp